chúng ta thấy là một cái tài liệu khác thường chia sẻ nữa là nhiều bạn đã nói với Thuận là chờ một cái đợt điều chỉnh mấy lâu nay tại vì giá cứ lên cứ lên mà chờ hoài không biết khi nào mới được mua thì các bạn đã có nhiều cơ hội từ ngày hôm qua tới bây giờ rồi các bạn còn chừng chờ gì nữa nhưng mà nào mà có ý định mua thì thị trường đã cho các bạn một cơ hội để mà mua với cái giá tốt hơn là cái giá cách đây vài ngày nhưng mà một điều thú vị là khi mà giá tăng trưởng lên tới 58.000, lên tới 57.000 Khi mà Ethereum 2.000 đô, khi mà Binance Coin là 300 mấy đô Khi mà Polkadot là cái giá cao hơn, khi mà Uniswap với cái giá là ba mấy đô thì lúc đó mới là lúc mà các bạn hỏi thuận hỏi mọi người là có nên thu mua hay không nhưng mà khi mà giá đi xuống ngày hôm nay thì câu hỏi ngược lại có nên bán hay là không chứ không phải là có nên thu mua hay không đây là một điều mà rất thú vị mỗi lần mà các bạn thấy được là cái gì đó on sale cái gì đó giảm giá ở trong siêu thị thì mọi người ảo ạt tới đêm mua nhưng mà khi mà các bạn thấy được là bitcoin, ethereum, bnb, cardano những đồng mà các bạn yêu thích giảm giá đại hạ giá thì các bạn lại không muốn mua đó là một điều mà rất thú vị đối với những nhà đầu tư cái tư tưởng giữa đầu tư và tiêu xài thì hoàn toàn khác nhau các bạn thấy được những cái tiêu sản chỉ cần là xuống giá thì mọi người ào ạt vào để mà mua nhưng mà tài sản xuống giá thì lại không ai đi mua đây là điều mà thùng nói với các bạn thì nhiều bạn hỏi thường là có nên mua đồng này hay không có nên mua đồng kia hay không lúc mà giá điều chỉnh thì rất đơn giản nếu như các bạn tin tưởng và yêu thích một đồng nào thì nếu như giá càng rẻ thì theo lý bạn sẽ càng thích và nếu như bạn đã không thích và không có lòng tin thì giá nào cũng sẽ là cái giá mắc đó mà là điều mà thùng muốn nói với các bạn tại vì các bạn thấy được đó là rất đơn giản nếu như mà các bạn hỏi cái câu là bây giờ là có nên mua cardano hay là không thì nếu như các bạn đã yêu thích cardano lúc mà Cardano một đồng 18 cent cách đây 2 ngày thì tại sao các bạn lại không muốn mua Cardano với cái mức giá rẻ hơn bây giờ nên như các bạn đã yêu thích trước đây đây là một điều mà các bạn phải tự hỏi bản thân mình thứ nhì nữa là nhiều bạn hỏi thuận là giá đi xuống gì có nên bán hay là không thì trước khi mà các bạn có câu trả lời các bạn phải hỏi một câu hỏi khác câu hỏi đó là nếu như mà bây giờ đột ngột các bạn có thêm tiền trong ngân hàng đột ngột các bạn có ai đó cho các bạn tiền thì các bạn có lấy tiền đó để mà mua thêm cái đồng đó hay không và nếu cô trả lời là không thì các bạn cần phải suy nghĩ lại là mình có thật sự tin tưởng vào đồng đó hay không và các bạn đưa ra quyết định mua hay là bán ở trên channel này thường không thể cho các bạn lời khuyên đầu tư tại vì mỗi người đi mỗi khác mỗi người đầu tư đều có mục đích khác nhau mỗi người đầu tư đều có cái thời gian thời điểm khác nhau đều có cái chung mình giá cái giá khác nhau đều có giá vào và giá ra khác nhau đều có cái thời gian đầu tư dài hạn ngắn hạn khác nhau cho nên không giống ai hết mỗi người đều phải tự đưa ra quyết định của bản thân mình và cái thường có thể làm là thứ nhất chia sẻ với các bạn những gì thường đang suy nghĩ những thông tin thì bây giờ như thế nào những gì thường biết và thứ nhì là chia sẻ với các bạn là những gì mà thường sắp sửa làm hay là suy nghĩ đến làm giống như là các bạn thấy được là thường vừa chia sẻ là 20% thằng chốt lời vẫn chưa mua lại và tại sao thì thường chia sẻ những thông tin này để chỉ cho các bạn có thêm một cái tài liệu về thuận đang suy nghĩ thế nào và cách suy nghĩ là như thế nào để các bạn có thể tự đưa quyết định cho bản thân mình dựa theo cái lo chất đi của các bạn đó là điều mà thường muốn nói chúng ta bây giờ hãy qua một thông tin khác đi đây là cái thông tin rất là nóng và rất là tốt bây giờ đó chính là cái thông tin thường chia sẻ liên quan tới Bitfinex và Tether thì chúng ta cuối cùng cũng nên nhận được thông tin là Bitfinex và Tether không thừa nhận là có hành vi sai trái nhưng mà đã đồng ý đóng phạt 18,5 triệu thỏa thuận cho văn phòng tổng chân lý của New York Tuy nhiên, văn phòng tổng chức New York vẫn nghĩ là công ty Tether lúc mà in ra cái số tiền 850 triệu tháng 4 năm 2019 đưa trên sàn Bitfinex là in thống. Nhưng mà không tìm thấy bằng chứng cũng như là không có bằng chứng là Tether in ra để làm giá. Và trong cái cuộc thỏa thuận này đó ngoại trừ đóng là 18,5 triệu đô la thì công ty Tether đồng ý cung cấp tài liệu hàng quý để chứng minh là công ty có số tiền dự trữ cần thiết cái vụ này đến đây coi như là chấm dứt đây là cái thông tin rất tốt tether là một cái đám mây đen bao phủ cả thị trường này nhưng mà giá btc hôm nay vẫn đang trong cái đợt điều chỉnh thì để thường chia sẻ thêm để nhiều bạn có thể là có hiểu về cái thông tin này đây là một cái tài liệu mà thường nghĩ là những bà nào trong thị trường này là ít nhất là một năm qua thì cũng đã biết là một trong những cái mối lo ngại lớn nhất trong thị trường này đó chính là công ty tether Tether là mỗi công ty mà các bạn đưa tiền cho họ sau đó là họ in ra những đồng ổn định những đồng usdt các bạn dùng những đồng đó để mà mua crypto bán crypto trên những sàn như là sàn binance vân vân đồng usdt đồng tether rất là phổ biến như là nhiều bạn đã biết và cái sự lo ngại đó là công ty tether in thống có nghĩa là họ in nhưng mà không có bất cứ một cái gì đó đảm bảo giá trị của đồng tether hết và không phải chỉ riêng thuộc với các bạn nghĩ như vậy mà các bạn thấy được là ngay cả những nhà lập pháp như là tiểu bang New York cũng đã kiện công ty Tether và cái vụ kiện này đã bắt đầu từ năm 2019 kéo dài cho tới bây giờ là một vụ kiện mà đã kéo dài nhiều năm và cái sự lo ngại lớn nhất trong thị trường này đó chính là lỡ như mà công ty theo được xử lý in thống thì thị trường này như thế nào lúc đó đồng theo đột ngột mức giá trên thị trường thì cái hiện tượng đó sẽ dẫn đến là thị trường nước tôi sẽ như thế nào đây là những điều mà giống như là một đám mây đen bao phủ gì này trong vòng nhiều năm qua và khiến cho nhiều người lo ngại về thị trường này nhất là những người mà có tiền những tổ chức đầu tư họ rất là lo sợ về cái vụ kiện giữa tiểu bang New York và công ty Tether. Các bạn thấy được là cái vụ kiện này nó xoay quanh rất là nhiều điều. Cái điều mà chúng ta nói tới 850 triệu này là như thế nào? Đây chính là cái sự cáo buộc là sàn Bitfinex. Những bạn nào mà mới vào thị trường này thì cần nên hiểu là sàn Bitfinex và công ty Tether. Hai cái đơn vị này là cùng một nhóm lãnh đạo. Các bạn lên trên trang web của sàn Bitfinex các bạn vào cái trang là About Us để coi coi là những người lãnh đạo là ai. Các bạn vào trên trang web của Tether Các bạn vào About Us để coi coi những người lãnh đạo là ai. Các bạn thấy được là những người lãnh đạo Cả hai công ty này là một nhóm người lãnh đạo Cho nên nhiều người đó thì nói là sàn Bitfinex Finance đã bị mất rất nhiều tiền Tổng cộng là mất 850 triệu đô la Thì sàn Bitfinex nói không phải là họ mất Tại vì họ bị hack mà họ mất Tại vì trong cái thời gian là năm 2018, năm 2019 á, cái thời điểm đó những cái sàn giao dịch rất là khó khăn để kiếm được một cái đối tác ngân hàng những bài nào mà trong thì đó cô nhớ đó là những cái sàn lớn như là Coinbase còn gặp khó khăn nữa chứ cứ nói tới những cái sàn như là Bitfinex. Những ngân hàng không muốn làm việc với những công ty liên quan đến sàn giao dịch crypto vì lý do này hay lý do kia, vì họ không đến thị trường này hay là vì một lý do nào đó. Nhưng mà để dẫn đến là rất nhiều những cái sàn giao dịch đó họ cũng cần phải có những đối tác ngân hàng để họ có thể là ký check, có thể là trả lương nhân viên, có thể là cho rút tiền, nạp tiền vân vân. Cho nên sàn Bitfinex đã đi tìm một cái đơn vị ngân hàng nhưng mà đơn vị ngân hàng đó vì một lý do nào đó đã giam tiền của họ lại và họ cần số tiền gấp và lúc đó thì công ty Tether đã cho sàn Bitfinex mượn 850 triệu tổng cộng hồi tháng 4 của năm 2019 và cái thời điểm này đó các bạn thấy được là cái số tiền 850 triệu này nhiều người nghĩ là sàn Bitfinex lấy từ công ty Tether nhưng mà cái số tiền này là in thống có nghĩa là công ty Tether thực sự là không có số tiền này để cho sàn Bitfinex mượn mà họ chỉ in đồng USDT rồi bơm lên sàn mà thôi. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì mà New York kiện công ty Tether đó chính là thông qua sàn Bitfinex dùng những tiền in thống để mà bơm giá cả của Bitcoin lên. Nhưng mà các bạn thấy được là trong dòng điều tra mấy năm qua tuy là cái vụ kiện này là trong dòng 2 năm qua nhưng mà cuộc điều tra đã xảy ra nhiều năm trước khi mà họ kiện thì trong vòng mấy năm qua cuối cùng thì ủy ban New York cũng không tìm thấy một bằng chứng nào liên quan tới đồng Tether hệ thống cũng như là không tìm thấy cái bằng chứng là có sự lường gạt nào liên quan tới công ty Tether và sàn Bitfinex. Tuy nhiên, các bạn thấy được đó là công ty Tether cũng đã đồng ý là đóng phạt 18,5 triệu thỏa thuận. Thì vì bạn đã nói là nếu như mà họ không thừa nhận là có hành vi sai trái thì tại sao lại phải bị đóng phạt? Tại sao lại phải đóng cái số tiền thỏa thuận 18,5 triệu này? Tại vì đây là một trong những điều mà các bạn có thể là không có rành về cái cách hoạt động ở hoa kỳ mỗi lần mà bị kiện đó thì có hai cái cách giải quyết một là ra tòa hai là thỏa thuận khi mà thỏa thuận đó thì các bạn không phải là đồng ý là có sai trái gì mà là các bạn hai bên là ngồi xuống và nói chuyện với nhau là nếu như cứ tiếp tục nếu như mà cứ tiếp tục kiện ra tòa thì hai bên phải có luật sư hai bên phải tốn thêm nhiều thời gian bên kia thì phải mướn luật sư biện hộ bên nọ thì là phải mướn luật sư phải muốn người để mà tìm bằng chứng sẽ tốn rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều tiền của. Thì nếu như vậy thì bây giờ hai bên thỏa thuận như thế nào? Thì thỏa thuận là công ty Tether đóng cho tiểu bang New York 18,5 triệu rồi hai bên bắt tay coi như là chuyện này đã chấm dứt và công ty Tether sẽ đồng ý một số những điều khoản và trong đó là công ty Tether nói là hàng quý như là mỗi 3 tháng sẽ cung cấp thông tin là công ty Tether có bao nhiêu tiền dự trữ cho tiểu bang New York để họ có cái sự yên tâm. Cho nên các bạn thấy được là cho dù là tiểu bang New York bây giờ vẫn nghĩ là công ty tether in thống nhưng mà họ cũng không có chứng minh được là có bất cứ bằng chứng nào cho thấy là đây là sự thật vì lý do đó các bạn hiểu đây là thông tin rất là tốt coi như nhiều người đã nhẹ nhõm hơn và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với crypto có nghĩa là bây giờ cái sự vết liên quan tới tether hầu như là chúng ta không còn À, được nghe nói tới nữa, trong thời gian tới đây cũng như là những công ty mà lo sợ về Tether Mà muốn đầu tư vào Bitcoin, Ethereum, thị trường crypto nhưng mà lo sợ về Tether Thì họ cũng đã bớt đi một cái phần lo sợ đó và có thể dẫn đến là nhiều người hơn, mạnh dạng hơn Đầu tư vào thị trường crypto này, đây chính là ý nghĩa của tài liệu này Các bạn nghĩ sao? Thì comment ở bên dưới Các bạn thấy được là chúng ta hôm nay thì nhìn vào thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là hôm nay là đã có một cái màu xanh mới gì thay đổi thì đương nhiên bitcoin có sự hồi phục thì các bạn thấy là những đồng khác cũng hồi phục theo bitcoin tuy nhiên các bạn thấy là có những cái đồng mà có màu đỏ ngày hôm nay xrp và đồng nem chúng ta vẫn chưa biết được những thông tin chi tiết liên quan tới là cái cuộc sơ thẩm ngày hôm qua của xrp thì đã có những kết quả gì nhưng mà chúng ta cũng đã biết theo thông tin ngày hôm qua đó thì cái người luật sư mà đại diện cho công ty Ripple nói là chúng ta có thể chờ phải đến tháng 10 của năm nay mới biết được kết quả cho nên chúng ta phải tiếp tục chờ đợi mà thôi.